dược pháp á, rồi đọc kinh, đọc chậm rãi từ từ, an lạc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính chào ông bà Năm. Con kính chào cô Nguyên Như, cô Thi Lâm. Con xin đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi đi si kha ra u ta khê chan ta u lịch khê quỷ ma nê đi bê ra thê chát ga mê ta ru qua na ga nê ghê ha quát rum hi khét tê phum ma cha danh tu đề qua cha la u la quý sa mê yat kha gan ta ba na ga ti tan ta san ti kê yang mu ri qua ra qua cha năng sa ta vô mê sun tu Dhammat Sawana Kalo Ayang Phayanta Dhammat Sawana Kalo Ayang Phayanta Dhammat Sawana Kalo Ayang Phayanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền, hoặc nư không ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Imehi di ba tu ba di sa ka re hi bụt thăng đam măng sang khăng a phi pa chua ya mi ma ta bi ta di năng cu na quan ta u nan cha mai an cha di ka u rat tăng a ta ya hi ta ya su kha ya. Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, bình an lâu dài. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavata đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành làm lễ Đức Phagavata đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavata đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Yo san ni sin no qua ra bồ thị mu lê ma răng sa nê năng ma tinh chay quy dây vô sam bôi ma gạch chi a nan ta nha no lô quân ta mô tăng ba na ma mi bụt tăng Ye cha bụt ta ti ta cha ye cha bụt ta anagata bát chụp bắn nha cha ye bụt ta quan gia mi sapada Đức Phật tham thiền về số tức quang ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma vương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thể ấy. Iti bi so phagava arahang samma sambuddho vicca carana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi satta devamanusanang buddho phagavati Na thi mê sa ra năng nhân bụt tô mê sa ra năng hòa răng e tê na sắc cha quách chê gia hộ tu mê cha gia măng ga lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Đức Phật là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này cha tăng ghi ca di sa ban thu cha na năng bốt khắp qua quê xa gia u chu cha mây vô thăm mô văn san tỳ ca rô ba ni tô ni gia ni cô tăng ba na ma mi đâm măng dễ cha tâm ma a tỳ ta cha Ye cha dhamma anagata bát chúc ban nha cha ye dhamma aham quanda mi sapada các pháp đúng theo đạo bát chánh là con đàn đi của bậc thánh nhân là con đàn chánh dẫn người hữu chí nhập niết bàn được Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy. Các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các pháp của chư Phật đang giao truyền trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thể ấy. Sato phagavata tammo sandittiko akaliko ehibhasiko obanajiko bhacchaktang veditabbo Tam tạng pháp bảo, pháp thánh có chín hạng, pháp thánh thấy chắc, biết chắc, pháp độ cho đắc không chờ, pháp của chư thánh đã đắc và ứng hóa cho kẻ khác, pháp của chư thánh đã có nhờ thiền định, pháp mà hạng trí tuệ nhất là bậc thượng trí tự thấy nơi tâm. Nạp thi mê xả ra năng anh nhân đầm mô mê xả ra năng qua răng Etena sạch cha quách chê na hô tu mê cha gia măng ga lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có pháp bảo à, hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này Sankho visuddho vajrayakkhinayo
san tinh riyo sa pa ma la pa uhi nu gu ne ne e ke sa mít thi bát tu a na sa vô tăng ba na ma mi sang khăn ye cha sang ga a ti ta ya ye cha sang ga na ga ta bát chúc ban nhã cha ye sang kha a tăng quan đa mi sa ba đa chư thánh tăng đã được trong sạch quý báu là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh lòng tham muốn đã dứt trừ là tăng đã thoát ly trần tục con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy. Chư tăng đã đắc đạo cùng hòa trong kiếp quá khứ, chư tăng sẽ đắc đạo cùng hòa trong kiếp vị lai, chư tăng đang đắc đạo cùng hòa trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ấy. Subhatibhanno phagavato savakasankho Uchubadibhanno phagavato savakasankho Nyayabhatibhanno phagavato savakasankho Samichibhatibhanno phagavato savakasankho Yadidang chattariburi sayugani Aptaburi Esa phagavato savakasankho ahunayo bahunayo dakkhinayo achalikaraniyo anuttarang bunyakhettang lokasati Tăng là các bậc thanh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Tăng là các bậc thân đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Tăng là bậc thanh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn. Tăng là các bậc thanh văn đệ tử Phật, các ngài tu theo pháp giới định tuệ. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc, tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Chư tăng ấy là bậc thanh văn đệ tử Phật, các ngài đáng thọ lãnh tứ vật dụng của tín thí ở xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để thân quyến cùng bạn bè khắp nơi, nhưng họ lại đem đến dâng chúng cho các ngài. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Các ngài đáng thọ cho chúng sanh lễ bái. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. Nạp thi mê xá ra năng anh nhân sẵn khô mê xá ra năng quả răng ê tê na sạch cha quạch chê na hô tu mê cha gia măng gà lăng chẳng có chê đáng cho con phải nương theo chỉ có đăng là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này quanh đa mi che ti văn sắp băng sắp tha mê su ba tít thi tăng sa di di ca ta tu ma bồ thin bút ta ru băng sa ca lăng sa đa con xin thành kính làm lễ tất cả bảo ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Dạ con đọc lễ bái tam bảo tóm tắt ạ. Dạ con xin xuống mít, con kính dâng mít cho sư ạ. Dạ.
Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đánh, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào ông Năm Bà Năm. Con xin kính chào cô Diệu Pháp. Dạ con xin kính chào toàn thể đại tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời đạo tràng cùng con lắng lòng thanh tịnh để xin chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng ta. U ca sa ma văn phạn tê quy sùng răng kha năng tha gia ti sa ra nề na sa ha bản cha si la ni ya cha ma. Bạch quá chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dầm ti ma văn phạn tê quy sùng răng kha năng tha gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma văn phạn tê quy sùng răng kha năng tha gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la nam ma. Bạch quá chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch sư thanh tâm, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh sư thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ, mô Phật, kính chào đạo tràng. Sư xin thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền tam quy ngũ giới đến Phật tử. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad Qua đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutichambi Buddhang saranang gacchami, Dutichambi Dhammang saranang gacchami, Dutichambi Sanghang saranang gacchami, Tatichambi Buddhang saranang gacchami, Tatichambi Dhammang saranang gacchami, Tatichambi Sanghang saranang gacchami. Bụt thần sa ra năng gắt cha mi tham măng sa ra năng gắt cha mi sang khăng sa ra năng gắt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm ti bút thần sa ra năng gắt cha mi đu ti dầm ti tham măng sa ra năng gắt cha mi đu ti dầm ti sang khăng sa ra năng gắt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tát tí dầm tí bút tha ra năng gắt trà mi tát tí dầm tí thầm măng sa ra năng gắt trà mi tát tí dầm tí sằng khằng sa ra năng gắt trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Sarana Paripunnang, pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Banatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, Adinnadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, Kamamicchācāra Weramani
samadhiyami musawada veramane. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchācāra Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự tà dâm. Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự nói dối. Surameratchappamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Pancasika pada nisa dukkang katoa appamadena nicca kalang samma. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na pokasampada, sile na nibbutin janti, tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Xà thú xà thú xà thú ua ta măng ghê na quanh đê hăng ba đa băng sung qua rúa ta măng vua thê vô kha lý tô đô xô bùa thô kha ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quanh đê hăng thăm manh cha đu quy thăng quá răng thăm mê vô kha lý tô đô xô thăm mô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na vấn đề hăng sang khanh cha đu vi thố ta măng sang khê vô kha lý tô đô xô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Dân mít lại cho sư Thanh Tâm ạ. Hồi nãy sư Quy Niệm có nhắn với con có thể là hôm nay sư vào được đó bạch sư, và con xin dân mít lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật, sa thú, Nguyên Như. Dạ, kính chào Đạo Tràng, kính chào ông Năm bà Năm, chào Thi Lâm, chào Buôn Bọt, chào Duyên, chào Hiển Vọng, chào cô Nguyên Hương, chào Nguyên Như, chào cô Từ Mẫn. Hôm qua trong đang nói Phật Pháp á, sư không để ý trên màn hình, thấy cô Từ Mẫn gì có đề nghị muốn đọc một bài kinh đó, thì hôm nay đọc được không ạ? Cô Từ Mẫn mời mời cô đọc bài kinh. Hôm qua cô yêu cầu đó. Thôi, không thấy giơ tay ha. Ước mong buông bỏ, đọc một bài kinh nha. Rồi. Vậy thì thầy thỉnh sư Nguyên Thông đọc một bài kinh hay là chia sẻ vài ý Phật pháp, vài lời Phật dạy ngang sư. Không biết bên đó có khỏe không? Chứ bên này tối nay bắt đầu lạnh đó. Dạ. Rồi kính mời sư ạ. À.
Dạ Nam Mô Bổn Sa Môn Ni Phật. Kính thưa sư phụ, là con bên đây vẫn khỏe mà cũng cũng lạnh nha sư phụ. Sớm mơi rơi tuyết, bây giờ nó cũng rơi lai rai. Dạ con xin tuân lệnh sư phụ đọc bài kinh chuyển Pháp Luân. Bởi vì cái nó có ý nghĩa hay, chuyển Pháp Luân là nói về tứ diệu đế đó, thành ra nó có hay hơn mình. Và quý vị nào có bài kinh chuyển Pháp Luân thì lấy ra để theo dõi. Trường Âm gì đó, Âm con bắt đầu. Ê văn ê su tăng ê căn sa ma văn pha ga hoa ba ra na si văn vi ha ra ti i si pa tai nê mi ga đa dê ta tra khô pha ga hoa băng ba ghi dê phi khu a măng tê si đuê mê phi kha vê ăn ta ba pa chiếc tê na na se vi ta ba vô cha văn ca mê su ca ma su ca li ca nu dơ go hi no gam mô bồ thu cha ni cô a na ri yo a na tha sang hi tô vô cha văn a tha ki la ma tha go duk kho a na ri yo a na tha sang hi tô e tê tê phi kha vê u po ăn tê anupagam ma ma chi ma patibada ta thê ga tê na phiền sam bua tha cha khu karani nhà na karani upasama ya phiền nha ya sam bua tha ya niết ba na ya sam ba ta kỳ ta ta ma cha sa phi ca vê ma chi ma patibada ta tha ga tê na phiền sam bua tha cha khu karani nha na karani upasama ya phiền nha ya sam bồ tha ya niết ba na ya sam va ta ti a ya me va a ri yo a thăng ghi cô mạc ngô Sê giá thị đăng sam ma điếc thị sam ma sang ca pô sam ma va cha sam ma cầm ma tô sam ma a chi vô sam ma va gia mô sam ma sa thi sam ma sa ma thi a dặn khô sa phê ma chi ma pa ta tha ga te na phiền sam bua tha cha khu karani nha na karani upasama ya phiền nha ya sam bua tha ya niết ba nha ya sam ba ta ti i đằng cô na phi ya sát chăng cha ti bi du ka cha ra phi du ka ma ra nam phi du khăn su ka pa đi đê pa du ka đô ma na su pa sa bi du ka a pi dê hi sam pa dô go du khô pi dê hi bi pa dô go du an pi chăn na la pa thi tâm bi du khăn sang thi tê na pa chứ ba đa na khăn tha du ka i đăng khô pa na phật ga về đức kha sa mu đa yom a ri ya sát chăng ya văn tạnh ha bộ nắp pha vi ca năng đi ra ga ra sa ga ta tắc ra phi năng đi ni se ya thị đăng cầm ma tăng ha pha va tăng ha vi pha va tăng ha y đăng khô pa na phi ga về đức kha ni ro thô y đăng khô pa na phi ga về đức kha ni ro tha ga mi ni pa tiết bá đa nha ri gia sát chân a gia mê và a ri yo a thăng di bát ngô sê giả thị đăng sam ma điếc thị sam ma sang ca mô sam ma va cha sam ma cầm mặn tu sam ma a chỉ vô sam ma gia mô sam ma y đăng đuốc khăn a ri gia sát chăn chì mê phi ca vê bụp bê a ra nu su tê su thâm mê su chạc khum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lô cô u đa pa ni tặng khô đi đăng đuốc khăn a di gia sát chăm pha ri nhe dân tỳ mê phi ca vê búp bê a ra nu su tê su thâm mê su chạc khum Udapani nha năng Udapani panya Udapani vicha Udapani aloko Udapani
tăng cô ni đa đúc khăn a di gia sát chăng pa ri nha tăng ti mê phi ca vê bút bê na ra nu su tê su tham mê su cha cum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lô cô u đa pa i đam đúc khà sa mu đa yô a di gia sát chăng ti mê phi ca vê bút bê U su te su tham me so chak khum u da pa ni nha năng u da pa ni pa nha u da pa ni vi cha u da pa ni a lo ko u da pa ni tăng ko pa ni đăng đục sa sa mu da yo a di ya sak chang pa ha ta bang ti me phi ca ve bu be a ra nu su te su tham me so chak khum u da pa ni nha năng u da pa ni Panya Udapani Vicha Udapani Alu Ko Udapani Tangko Panidang Dukhang Dukha Sam Samudayo Ariya Sak Chang Pahinang Tume Fikave Bupbe Aranu Sute Sutame Suchat Kum Udapani Nyanang Udapani Panya Udapani Vicha Alu Kidang Dukha Nô thô Ariya sát chăng tỳ mê phi ca vê bu bê a ra nu su tê su tham mê sơ chạc khum u đa pa năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni bi cha u đa pa ni a lô cô u đa pa ni tăng khô pa ni đăng đúc kha ni rô thô Ariya sát chăng sát kỳ ta tắp băng tỳ mê phi ca vê bu bê A ra nu su te su tham me su chak khum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lo u đa pa ni tăng khô pa ni đa đúc ca ni rô thô a ri ya sát chăng sát kỳ ta tăng ti me phi ca ve bụng bê a ra nu su te su tham me su chak khum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha Udapani vicha, Udapani aloko, Udapai dang dukha niro thaga mini Patiya sát chăng tỳ mê phít ca bê bu bê a ra nu su tê tham mê su chạc khum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lo cô u đa pa ni tăng cô pa ni đúng ca ni rô tha ga mi ni Patiya đam a ri ya sát chăng pha về ta băng tỳ mê phít ca bê bu bê a ra nu su tê su tham mê su chạc khum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lo cô u đa pa ni tăng khô pa ni đăng đúng ca ni rô tha ga mi ni Patiya ba đam a ri ya sát chăng pha bi tỳ tăng tỳ mê phít ca bê bu bê A ra nu su te su tham me su chạc khum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lo cô đa gia và kỳ văn cha mê phi ca vê y mê su cha tu su a ri ya sát che su e văn ti ba ri va tăng đoa đa sa ca răng giá tha phụ tăng nha na đa sa năng na su vi su thăng a hô sinh e và ta và hăng phi về sa lô kê sa ma re kê sa pra me kê sa sa ma na pra ma ni ya pa cha ya sa đê và ma nu sa ya nu ta răng sam ma sam bồ thi na phi sam bu tho pak cha nhã xin ya tô cha khô mê phi ca bê y mê su cha tu su a ri ya sắc che su e văn ti ba ra va tăng đoa đa sa ca răng giá tha phụ tăng nha na đa sa năng Su vi su thăng a ho sa thăng phi ca ve sa đề ba kê lô kê sa ma ra kê sa pra ma kê sa sa na ma pra ma ni ya pa cha ya sa đề ba ma nu ya nu tham ma sa bồ thi na pa sam bu tho pa cha nya xin nya nan cha pa na me đa sa năng u đa pa na cup pa me vi mu ti a ya mang ti ma cha ti na ti đa Di bana phapo ti dhamma vo cha phagawa attamana pang cha vajya khu phagawa to pha chi tang a phi nang dum imasmin cha bana be karana karanasmin phanya ma ne ayasma to kong danya sa virayang vi tamala cha
pa di văn kinh cha sư mô gia giả thâm mang sáp băng tăng nhà rô thất thâm mang tỷ ba qua tí tê cha phá gá quá ta thâm mà chạc kê phụng ma đệ ba sáp đà ba nô sa vệ sum ê tăng phá gá quá ta ba ra na sĩ văn y sĩ pát ta nê mi cờ đà dê a nô ta răng thâm mà chạc căng ba qua tí tăng áp ba tí ba tí văn sa ma prát ma nê đà ba Vê na va ma re na va prapuna va ke na chi lo kasmin te phum ma năng đệ va năng sáp đăng su cho cha tu ma ha ra chi ca đệ va sáp đa ma nu sa vệ sum cha tu ma ha ra chi ca năng đệ va năng sáp đăng su cho ta va tim sa đệ va sáp đa Manu sa sum ta va tim sa năng đệ va năng sát đăng su toa dạ ma đệ va sát Manu sa năng đệ va năng sát đăng su toa tu sĩ ta đệ va sát đa Manu sa bệ sum tu sĩ ta năng đệ va năng sát đăng su toa tim ma narati đệ va sát đa Manu sa bệ sum Nimma narati năng đệ va năng sát đăng su toa paranim mitabasa vati đệ va sát đa manu sa vệ sum paranim mitabasa vati đệ va năng sát đăng su toa Pháp ma kya nu ta răng tham ti va ti yang sa nay na va va jiva ka asmin ti iti te na ka ne prat do akung ga chi a da sa sam pi ve thi đã hết bài kinh Pali bằng tiếng Việt để chúng ta hiểu rõ. Tại vườn ta gần Varanasi, Đức Phật giảng cho năm thầy tâu nghe như vậy. Này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh: một là dưỡng vu không thánh thiện, không lợi lạc; hai là khổ hạnh cũng không thánh thiện, không lợi lạc lại khổ đau. Từ bỏ hai cực đoan này, hai cực đoan này Như Lai thực hành trung đạo, chứng đạt pháp tuệ giác trí thắng trí giác ngộ. Các tỳ kheo, trung đạo đó là gì? Chính là thánh đạo tám chi phần, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Đây là thánh đạo được Như Lai liễu ngộ với pháp nhãn tuệ giác tịnh trí thắng trí giác ngộ niết bàn. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về sự khổ. Sanh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, não là khổ, phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ, tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về nhân sanh khổ, khác ái sanh cùng với hỷ và tham, tầm cầu dục lạc đó đây, chính là dục hữu ái phi hữu ái. Này các tỳ kheo, đây là về diệt khổ, yểm ly đoạn diệt các dục, chấm dứt hệ lụy, không còn dư y, hoàn toàn giải thoát mọi thần thúc. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ, là thánh đạo tám chi phần, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh chánh niệm và chánh định. Sự thật vì khổ là điều chưa từng được ai khởi lên một sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Khổ đế cần được là điều ai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác. Khổ đế đã được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe nay sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về nhân sanh khổ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt. Tập đế cần được đoạn diệt là điều được nghe nay khởi lên với sự thấy biết hiểu chứng và thấu triệt. Đập đế đã được đoạn diệt, tập đế đã được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt.
đây về sự thật. Đây là sự thật về diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu sát chứng và thấu triệt. Diệt đế cần được chứng ngộ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu sát chứng và thấu triệt. Diệt đế đã từng được nghe, nay khởi lên biết hiểu chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về con đường diệt khổ được nghe, nay khởi lên với sự biết hiểu tứ niệm và thấu triệt. Đế cần được tu tập là điều Như Lai nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu sát chứng và thấu triệt. Đạo đế đã được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, lên sự thấy biết hiểu sát chứng và thấu triệt. Cái tỳ kheo nào diệu đế này chưa được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyện, Như Lai không tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng. Này cái tỳ kheo, chính khi bốn diệu đế này được Như Lai hoàn toàn giác ba luân 12 chuyện, nên Như Lai tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và nhận thức này sự giải thoát của ta không lai chuyển, đây là kiếp chót, không còn luân hồi nữa. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, năm thầy tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi pháp thoại này được tuyên thuyết, Tôn giả Công Đơn Nha khởi lên pháp nhãn thanh tịnh vô cấu, hiểu rằng phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Khi Đức Phật chuyển pháp luân này, thì chư thiên trên địa cầu reo mừng, pháp luân vi diệu, pháp luân vi diệu. Điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai, dù là Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên. Nay được Thế Tôn tuyên thuyết là lộc nguyện ở Isipatana gần Varanasi, được nghe như vậy, chư thiên cõi tứ thiên vương đau lợi giả ma, đau xuất quá lạc, tha quá tự tại cùng các cõi phạm thiên đồng thanh reo mừng. Trong phút chốc cả 10.000 thế giới chấn động, một hào quang vô lượng quang của chư thiên chiếu diệu cùng khắp thế giới. Ngay khi ấy Đức Phật lên tiếng: Công Đa Nha đã liệu ngộ, Công Đa Nha đã liệu ngộ. Từ ấy Tôn giả Công Đa Nha được gọi là A Nhã Công Đa Nha. Kính thưa sư phụ, con đã được vừa đọc xong bài kinh Pháp Luân và tiếng Pali và tiếng Việt. Nãy con vừa thấy có sư phụ quy niệm vào đó, bây giờ có sư phụ Thanh Tâm, sư phụ quy niệm vào nữa. Tâm để sư phụ Thanh Tâm điều khiển buổi học. Ý của một sư phụ tôi nghe. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, và con đã thấy pháp sư vào, xin kính mời chư vị Phật tử cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha. Nam mô Ta Sa Pha Ga Vô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha. Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Vô Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha. Sa Brahmacha loka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang san li tha san tam ba ra chang kha cha ti ka de se tu tham anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rình danh cha cả dân xúa tâm cha bánh thăng phi thâm mà tâm măng a cô ta danh tổ cha tu sanh cha đành đăng bắp bồ thà ni dê ba rì sa và mạnh chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, nếm hương vị hữu dư niết, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả ơn phổ cập,
đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi những cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, nguyên như con xin dâng mít lại cho sư huy niệm, con xin kính thỉnh sư ạ. Kính lễ thượng tọa Chánh Tâm Minh Thông Đức, xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng nán lại thêm một tuần nữa. Bởi vì trong tuần vừa qua cũng chưa có xem lại cái phần bài tiếp theo của các tuy nhiên hôm nay vẫn vào để mà sinh hoạt với lớp học của chúng ta, và sư nhận thấy có một số những người Phật tử trong lớp học này, quý vị cũng còn có những điều rất là cơ bản khoăn chưa có được rõ ràng, và như vậy thì có một vài những vị có những cái câu hỏi rất là hay, có lợi ích đến những người Phật tử của chúng ta trong cái việc học tập vào cái thời điểm mà ban đầu. Nền tảng đó rất là quan trọng. Và nhận thấy rằng ở đây có cô Nguyên Trang hay là cô Nguyên Như hoặc một vài vị có thể biết những cái cách thức để cho những người Phật tử để mà đưa lên một vài những cái câu hỏi. Như vậy thì sau đó sẽ trả lời. Như thế tất cả chúng ta đều có được cái sự lợi ích. Và bây giờ thì xin mời cô Nguyên Như, hãy cầm mic để mà có những câu hỏi là chúng ta sẽ cùng thảo luận. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Huy Niệm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch sư, con có một cái câu hỏi mà con nghĩ tất cả mọi người Phật tử đều cũng rất là thắc mắc. Khi mà mình vào học đó sư, thì nó có luật và rồi có luận. Thì khi mà rồi một bên á, là về pháp học, một bên á, là về pháp hành. Khi mà những người có duyên đi vào sư phụ pháp học á, thì lúc nào cũng phải nói là pháp học thì cần trước. Khi mà cái vị đó đi có duyên gặp với sư phụ pháp hành á, thì thầy mới nói là con cứ hành trước đi, sau này con hành giỏi rồi con mới học. Có hay nó có vẻ nó nghịch lại với nhau. Thành ra nếu mà có những vị Phật tử mới, họ sẽ có vẻ là với họ lúng túng đó bạch sư. Như vậy cái câu trả lời nào là tốt nhất cho một người Phật tử mới vào đạo? Xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ. Quý vị có nghe không? Nãy sư mới vừa bị lỗi cái chuyện. Dạ, xa thuốc lành tay. Bạch Đăng kính được quý vị. Trường hợp như vậy và được thấy rất là nhiều. Tuy nhiên nghe qua như cái sự của bản thân sư
Trước hết sư nói sơ bộ một chút như thế này để cho chúng ta định hình, chúng ta hiểu được trước cái pháp học là như thế nào. Thật ra cái điểm ban đầu lúc Đức Thế Tôn vừa mới mới thành đạo xong thì lúc đó chưa có hệ thống kinh điển dày đặc như là ba tạng như hiện giờ chúng ta có đâu. Tất cả những cái gì được gọi là pháp học đó, chỉ là những cái bài pháp thoại ngài thuyên ở cho cái hội chúng thuyết cho từng hạng người rồi trong những cái thời điểm khác nhau, và sau đó trải qua một cái thời gian lâu dài khi mà lắp ráp lại cho đến thời điểm bây giờ thì chúng ta mới mới có cái hệ thống kinh điển dày đặc. Cho nên trước hết mình cần phải hiểu là hai cái từ gọi là pháp học là như thế nào. Tức là trước khi mình thực hành, mình làm một cái công việc gì đó thì cần phải nắm bắt, chúng ta cần phải nắm bắt về cái ý nghĩa, cái thao tác của cái pháp đó trước. Rồi sau khi đã lắng nghe, đã nắm bắt được cái cách thức thì lúc bây giờ mình đi vào cái áp trong cái đó được thực hành. Cho đến vì thế mà hồi xưa trong thời điểm ban đầu chư tăng một vài vị sau khi vừa mới xuất xuất gia thôi, chỉ cần giáo đề mục rồi sau đó thực hành, thì thưa quý vị cái sống rất là sơ bộ và ngắn ngủi trong phạm vi chỉ một vài đề mục tu tập thôi, cái đó cũng được gọi là pháp học rồi đó. Cái đó cũng được gọi là pháp học rồi đó. Cho nên vì thế mà mình phải nên hiểu rộng chút, phải muốn nói đến là mình phải học suốt hết, đầy đủ hết tạng kinh, tạng luật, rồi tạng vi diệu. Như vậy thì học hết cái đó pháp học, còn chỉ thọ giáo một vài những đề mục để mà tu không được gọi là pháp học, không không hẳn là như vậy đâu. Không hẳn là ba cái số lượng về cái pháp, về cái pháp môn mình lắng nghe nó không có đa dạng, nó không có nhiều so với cái hệ thống kinh điển bây giờ thôi. Chứ hồi xưa đó thì các vị chỉ nghe một vài bài pháp lớn thôi, rồi các ngài áp dụng tập cũng thành tựu được cũng có thể cũng thành tựu được thánh đạo và thánh quả y như thường, thưa quý vị. Đó đó là điều đầu tiên mà chúng ta nên hiểu. Cho nên khi mà mình hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không có mình sẽ bớt mình hiểu cái thời điểm pháp học, thời gian đầu này mới vừa thành đạo xong cho đến so sánh với hệ thống này thì chúng ta sẽ bớt có cái sự phân vân hoang mang liền. Chính vì thế mà ở thời điểm sau khi mình gặp những người cư sĩ, mà gặp những vị thầy nào có cái sự giữ về pháp học theo hệ thống, chẳng hạn về tạng kinh, tạng luật hoặc là tạng viên, với cái sự thuộc lòng nắm bắt ý nghĩa, thì các ngài khuyên những người đệ tử của mình nên học tập những cái pháp đó trước, để mà với thứ nhất là mình hiểu rõ về cái cách thức thực hành, hai là để mình cũng tiếp nối cái sự duy trì gìn giữ qua nhiều thế và thì chúng ta mới còn đầy đủ tất cả những cái chi pháp, những cái pháp thoại mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cùng với các chư tất tăng giảng trong suốt cái thời gian 45 năm mà lúc Đức Thế Tôn ngài khai giáo pháp. Đó cũng là một cái ý tốt, một cái ý nghĩa rất cũng có một số những vị khuyên
Alo, không biết ở bên đó quý vị có còn nghe rõ hay không? Rồi, xin cảm ơn. Tốt ngày khuyên những trước chẳng hạn như nói bằng chứng như là thầy Ujjotika hồi xưa ngài cũng đâu có được thầy của ngài cho đọc pháp trước đâu. Tuy ngài rất là ham mê trong cái lời trình bày của ngài ở một vài những cái đoạn băng, hay có một đoạn ngài có điều đó nên lúc mà đọc thì phải giống như lên. Nhưng mà thầy thì kêu là thôi hãy để qua một bên thời gian để mà đọc chứ không có vội đâu, cứ thực hành trước đi. Thì đó thưa quý vị, có những trường hợp như thế thì đó những người thầy cho những người đệ tử của mình không có nếm được cái hương vị, nếm được cái hương vị trước, cái hương vị để hiểu về về pháp bảo là như thế. Và cái thứ hai đó chính là cái việc thực hành đó thưa quý vị, cái việc thực hành đó nó sẽ có một vài những vị quan niệm, có như một vài những vị thầy quan niệm rằng là đi vào mà mình chỉ nắm bắt một vài những cái thao tác cơ bản đó rồi thực hành đó mà không có học nhiều về pháp học như theo như hệ thống đó, như là kinh tụng nè, rồi tạng kinh nè, rồi tạng luật vân vân, thì nó sẽ ít có bị phân tán, nó cũng bị phân tán về về tâm trong cái vì quý vị biết các ngài nói rằng là nếu mà mình học mấy ý nghĩa gọi là văn nhất tí chế định nhiều quá đó, nó thiên về trí trí tư nhiều, thì ngay trong lúc mà mình thực hành á hay bị cái tình trạng như cái sự vận hành của trí tuệ, của trí tư, cái sự suy nghĩ á nó hay đang xen vào trong đó nhiều. Đó là một cái lý do, cũng là một lý do mà tại sao những vị thầy á khuyên là nên tạm gác việc học một bên. Đó là cái lý do, và gần như đó là cái lý do chính mà các ngài khuyên như thế đó thưa quý vị. Tuy nhiên điều này mình cũng cần phải nên, nó không có phải là chắc chắn 100% ai cũng bị như vậy hết. Ngược lại có một số những người á cái việc mà học pháp học trước đó, thì người ta thực hành rất là tốt, rất là trơn tru, rất là nhanh đó kìa, với tốc độ rất là mau lẹ, tiến bộ rất là nhanh đó, chứ không hẳn thiết là ai cũng đều bị cái tình trạng mình học pháp học trước xong rồi mình thực hành đó thì mình sẽ bị nhiễu loạn phân tâm trong cái lúc mà mình thực hành do cái sự suy nghĩ miên man nhiều quá. Không hẳn ai cũng bị như thế đâu. Chính vì vậy mà ở câu hỏi này á thì thành thật mà nói á, mỗi vị thầy đều có cái lý do riêng của mình, cái lý do riêng để mà đưa ra cho cái người đệ tử mình về cái phương pháp. Xong là mình đi học nắm bắt những cái bản ngắn ngủi trước thôi, vừa để mà áp dụng thôi, rồi làm về kinh luận hay gì đó thì sau này mình tính sau. Đó là cái đều có lý do hết, chứ không phải là tự nhiên mà các ngài đưa ra cái cách thức như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, theo như cái sự nhận định sư thì thực ra
Điều này áp dụng nó cũng phải tùy theo cái trường hợp nữa. Theo như sư thì chúng ta không nên cứng nhắc ở một cái lĩnh vực nào đó, mà giữa hai cái cách thức nào nó cũng có cái lý, cũng có cái tốt của nó, thì chúng ta nên nên cân nhắc tùy theo cái trường hợp. Tùy theo cái trường hợp. Nếu như mà cái trường hợp người họ đó mà mình áp dụng cái phương pháp đầu tiên, nó sẽ nó không có mình xét thấy nó không có ok lắm, thì như thế chúng dùng cái phương pháp thứ hai cho cái đối tượng mình. Rồi còn nếu như trường hợp mình thấy có những cái người học trò mà mình áp dụng cái phương cách mà thực hành luôn thì cũng không sao, thì như thế chúng ta cứ việc áp dụng theo đúng theo tuần tự như ở trong kinh nói là pháp học, pháp hành và pháp thành, cứ như thế mà làm, cứ như thế mà làm. Tuy nhiên nếu xét theo cái khía cạnh gọi là chung phổ thông đó, thì chúng ta nên chọn học rồi xong được. Đó là nếu mà xét theo diện coi như là chung á, gọi là mặt phổ thông nhất á, thì mình vẫn nên theo cái cách học pháp rồi sau đó thực hành pháp. Chỉ một vài những cái trường hợp ngoại lệ mà mình nên áp dụng cho tạm gác việc học qua một bên rồi sau đó thực hành trước đi rồi sau đó học, chỉ một vài những trường hợp ngoại lệ mà thôi. Chẳng hạn như người này nếu mà học thì sẽ nó bị nhiễu loạn, nó không có tập trung nhiều lắm, hay bị suy nghĩ lung tung, thì chúng ta nên cho ít thông tin để đi pháp thôi, đủ để mà thực hành thôi. Hoặc là trường hợp có những cái tuổi đời họ không có còn dài nữa, xuất gia với giáo pháp ở cái tuổi xế chiều rồi, thì lúc bây giờ chúng ta người ta học ít thôi, bởi vì học nhiều bây giờ nó cũng không có còn đủ thời gian, nó cũng không còn kịp nữa, thì lúc đó nên thiên về cái sự thực hành, nên thiên về cái sự thực hành. Còn những vị như là còn trẻ nè, những vị tuổi mấy bốn mươi mấy tuổi hoặc là còn trẻ đó, thì cái sức khỏe còn, trí nhớ tốt, thì như vậy á, chúng ta nên cho học pháp nhiều, thì cái đó nó tốt hơn, thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà ở đây mình tùy theo, nhưng mà mình theo vị thầy nào đó hướng dẫn cái cách thức gọi là học trước thành sau á, chúng ta thấy nó, mình xét thấy cái sự tiến bộ ở nơi bản thân mình nó có nhanh tốt đẹp ok không sao hết, thế mà làm. Còn ngược lại bằng như chúng ta theo vị thầy mà đối với cái thể trạng tâm lý cái con người mình á mà mình học á, nó sẽ bị trở ngại trong cái vấn đề thực hành, mình hay bị phân tâm rồi mình suy nghĩ lung tung rồi gì đó, tùy theo trường hợp bị cái tình trạng đó thì chúng ta nên tạm gác việc học lại ở một bên, chúng ta học ít rồi sau đó mình chuyên tâm bỏ thời gian để mà mình thực hành. Điều quan trọng là mình không học pháp thì mình phải hành, chứ không có phải là mình biện cớ xong rồi bắt đầu là mình không học pháp rồi bắt đầu rảnh thời gian mình cũng chẳng có hành pháp luôn, thì cái đó nó không nên. Không học thì phải hành, còn nếu như mà chuyên tâm hành pháp thì thôi học lại, còn nếu mà chuyên tâm học pháp thì chúng ta có thể hành nó bớt dành nhiều thời gian cho cái việc học đó. Vậy mà chúng ta xem xét chúng ta sẽ tự biết cái nào mà mình nên hay không nên. Còn riêng cái vị thầy á, thưa quý vị, thì chúng ta nên hiểu đều có cái sở trường, cái cách thức và cái sự suy xét của mình để mà dạy cho cái người đệ tử. Cái vấn đề ở đây là riêng mình cảm thấy hợp thì chúng ta theo cái phương pháp, còn nếu hợp thì chúng ta không có đi theo cái phương pháp đó, có như thế thôi, chứ không có gì đâu mà mình phải băn khoăn. Đó, chung quy nói tóm lại á, lựa chọn một trong hai trường hợp thì nó tùy theo, nhưng mà nếu mà xét theo cái khía cạnh gọi là phổ thông nhất, bác nhất và tất cả gọi là lấy cái số trung bình á,
thì vẫn nên đi theo cái cách thực hành đó là tốt hơn. Rồi đó là như vậy. Và bây giờ sư gửi nick lại cho lớp học chúng ta một buổi thầy nhé. Nam mô Bố Tha Gia. Dạ, con xin kính tri ân sư đã giảng dạy câu hỏi cho Nguyên Như. Dạ, con xin suy nghĩ một chút xíu. Con thấy cô Diệu Pháp có đặt câu hỏi đây. Con xin đọc ạ. Xin sư giảng giúp con câu hỏi thế nào là dễ vui Phật Pháp? Dạ, thì chờ sư nghĩ mệt. Chút sĩ giơ tay lên sau khi câu chat lên màn hình thì Nguyên Như có thể đọc cho sư hỏi giúp cho quý vị. Dạ, Nguyên Như xin xuống ạ. Con xin kính nhân đức lại cho sư niệm ạ. Dạ, bạch ta, tôi biết cái từ dễ vui á, sư bác nó cái dễ vui có nghĩa là phóng dật á, nghĩa là ba độ. Thì cái từ này thật ra nó rất là sâu, ý nghĩa nó sâu lắm quý vị. Nên thông thường thì mình nghe là dễ vui Phật Pháp là mình chỉ hiểu có một khía cạnh thôi, là chừng nào mình coi như là có cái sự mạo phạm nghiêm trọng phỉ báng, hay là có những cái thân hành hay là khẩu hành hay là nó nghiêm trọng, nó xúc phạm đến đối với Phật Pháp Tăng, thì cái đó mình hiểu cái đó là gọi là dễ vui. Còn những cái trường hợp còn lại á, ngoài ra chúng ta cho đó dễ vui. Nhưng mà kỳ thực cái câu chuyện chữ dễ vui này á, cái nguồn gốc của nó mang ý nghĩa gọi là phóng dật, có nghĩa là cái tâm trạng, chỉ cần cái trạng thái tâm lý, trạng thái tâm lý của mình nó bỏ bê, nó bỏ bê, nó sao lãng đối với thiện pháp thôi, thì cái đó nó cũng được xem như gọi là dễ vui rồi. Kinh khủng như vậy. Hay nói khác là đi chơi rất bình thường thôi, nó hợp pháp, nó không có phạm pháp gì hết, nó không có vi phạm pháp luật nhà nước gì hết, mình đi chơi rồi mình đẻ rồi mình đắm nhiễm rồi vậy thôi, cái đó cũng được gọi là dễ vui. Thì pháp ở đây thưa quý vị, nói cho rút ráo là muốn ám chỉ đến bình thường nhất, cơ bản nhất, đó là muốn ám chỉ đến gọi là có hai mặt, đó là thiện và bất thiện. Thiện bất thiện, mình chỉ cần sao lãng, mình chỉ cần sao lãng với thiện pháp thôi là mình gọi là dễ vui Phật Pháp. Phật Pháp là nghĩa là pháp của những bậc giác ngộ, pháp của những bậc giác ngộ tu tập, pháp của những bậc giác ngộ chứng đắc thành tựu, đã bước đi từ xưa hiện tại như thế đó và tương lai cũng như vậy. Pháp đó là quý vị, đó chính là bất thiện, đó là thiện pháp. Các ngài tu tập những thiện pháp, các ngài hôn tập và tu tập nó đến một mức độ tốt đẹp đỉnh cao nhất thành tựu, thì lúc bây giờ đạt được giải thoát. Lúc đó chúng ta gọi là thánh đạo, thánh quả, pháp siêu, siêu thế. Xin lỗi quý vị chờ sự xíu. Mô Phật Thầy Giá, dạ, xin quý vị trong đại trình, nhờ sư tham mô tay, con thấy hình như sư có người gọi cửa.
Dạ, sao đem cho tính chuyện. Trong thời gian quý vị chờ xíu mà như thấy cái thời gian nó cũng còn tới 15 phút nữa lận. Thành ra nếu mà vị nào có câu hỏi thì xin nhấn lên trên màn hình hoặc là mình có thể giơ tay hỏi với sư. Dạ con xin đem lại cho sư ạ. Alo, quý vị còn nghe không? À, sư cảm ơn. Rồi bây giờ sư nói tiếp, nãy sư nói đến vua nước sông. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần bỏ bê tâm theo cái chiều của thiện, cái đó cũng được xem gọi là dễ du tập tắc, chứ không có cần thiết là mình phải mạo phạm một cách nghiêm như là Phật rồi phỉ báng giáo pháp, báng chỉ tăng, cái đó nó mới được tính là dễ vui. Còn ngoài ra mình sống ở ngoài, mình đi chơi rồi mình uống cà phê rồi đọc báo, mình hưởng thụ rất là an nhàn, xem như là không có dễ vui. Ở đây là chúng ta chưa có hiểu rõ cái ý nghĩa rốt ráo của hai cái từ là Phật pháp, bởi vì thông thường á mình có ý nghĩa của vui đối với Phật pháp, dễ vui đối với giáo pháp nó mang cái tính chất chuyên môn, theo tín ngưỡng. Cho nên chừng nào á người Phật tử hay là ai đó ở trong cái đồ của Phật giáo thì lúc bây giờ mình mới được xem được vui, chứ Phật dễ vui Phật pháp. Còn người khác ngoài ra, như những người người ta không có quy y, người ta không phải là Phật tử, người ta sống bình thường, người ta đi chơi, tiền của người ta đó, nó không nằm trong cái trường hợp là dễ vui Phật pháp. Không, hiểu như vậy không phải. Cái chữ giáo pháp, cái chữ Phật pháp này á, mình phải nghĩa là nó bất thiện, hoặc thiện. Tất cả nó mang cái tính cách gọi là paramattha, cái ý gọi là tuyệt đối, không có cần phải nhất thiết có quy y thì chúng ta mới được tính ở trong cái dễ vui đối với pháp. Bởi đây là một cái tự nhiên của nó, cho dù cái người có quy y hay không quy y, hễ tâm rơi vào trong cái chiều hướng bất thiện là nó sẽ có cái kết quả khổ đau thôi. Quy y thì cũng bị, mà không quy y thì cũng bị. Chính vì thế mà cái chữ dễ vui đối với pháp nó dành chung cho tất cả mọi người, nó dành chung tất cả mọi người. Hễ những người không phải là cư sĩ thì nếu như mà chúng ta không có, mình không có an trú ở trong thiện, mình không có an trú vào trong những thiện pháp bố thí tu tập rồi cung kính vụ vân vân, bây giờ tâm bị rơi vào trong chiều hướng của bất thiện thì vẫn được xem như gọi là dễ vui thiện pháp y như thường. Vì vậy mà ở đây chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa của chữ dục pháp nó như vậy á, thì mới được xem như là đầy đủ cái ý nghĩa, mới xem như đầy đủ ý nghĩa. Chứ đừng có tưởng rằng là gì đó nghiêm trọng, hoặc là mình là người có tam quy thì mình mới được tính là ý Phật pháp nếu mà mình không có tu tập. Còn cái người đời á, người ta có quy y tam bảo, người ta không có cáo gì hết, người ta muốn làm gì người ta làm thì được gọi dễ vui Phật pháp, thì không phải như vậy, vẫn được xem như là như vậy. Bởi vì mình hiểu chưa có đầy đủ, chưa có rốt ráo, chưa có vững về hay như thế nào được gọi là Phật pháp.
Rồi, đó là như vậy. Bây giờ sư gửi mic lại cho lớp học chúng ta. Dạ, con đã thấy cô dự pháp đã nhắn lên là kính tri ân sư giảng dị. Dạ, sa thú làm thay ạ. Dạ, bạch sư, một câu hỏi mà hôm bữa con có một người bạn đạo cũng có hỏi với con. Con nói để con đem gì hỏi với chư tăng. Thì bạn con hỏi là khi mà học tới năm tiền bái thì nó có một cái là hôn trầm, thì có phải là cái hôn trầm thủy miên đó nó chỉ áp dụng đến khi mà mình ngồi hành thiền thì mình mới nói là ồ tôi vô ngồi thì tôi buồn ngủ thì hôn trầm rồi, nhưng như vậy cái chữ hôn trầm đó nó có áp dụng khi mà mình buồn ngủ rồi mình đi ngủ mỗi ngày tự nhiên của mình không sư, hay là nó chỉ áp dụng cho khi mình ngồi thiền thôi, hôn trầm nó ra trước rồi mới vô cái trong cái phá quan đá là sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư để sư giải thích cho chúng con. Quý vị, hai cái chi pháp chi pháp cũng là cái phần của pháp trường cái, của pháp che lấp, thì thực ra cái trường hợp thông thường mà khi mình trước khi mà mình đi ngủ, trước khi mình đi ngủ phần lớn có thể nói rằng là tâm của mình rơi vô cái trạng thái gọi là hôn trầm thủy miên trước, rồi xong lúc bây giờ mới đi vào cái kiểu tâm thức gọi là cái tâm chủ quan. Tâm chủ quan tức là cái phá quan tâm hộ kiếp. Trước khi ngủ là gần như là 99,9% tất cả chúng ta phạm phu của mình là rơi vào trong cái trường hợp đó trước, không phải không hẳn thế thôi đâu, kể trước khi mà sau đó sau khi mình thức dậy, sau khi mình thức dậy mình đừng có tưởng là mình không có bị hôn trầm, cái trạng thái mà nó hơi là nó quả quả mà ngủ dở người mà nó làm biến, thì cái đó nó cũng nằm trong nó cũng là một cái hiện tượng của hôn trầm thủy miên á. Đừng nói chi buồn ngủ, trước khi ngủ mình cũng bị mà sau khi thức dậy mình cũng bị, hai cái luôn, đầu và đuôi luôn. Thì ở đây á, trường hợp mà hôn trầm thủy miên cái kiểu đó thưa quý vị thì là quá rõ rồi, quá nghiêm trọng rồi. Nhưng ở trời sinh nhật của mình á, mình vẫn có hôn trầm thủy miên luôn trong lúc mình tỉnh luôn, trong lúc mình không có buồn ngủ một cách trọn. Hôn trầm thủy miên á, ở đây trạng thái nó làm cho tâm của mình nó không có được sung, nó không được sung, nó working, nó vận hành không có được coi như là tu, nó không có nhanh, nó không có nhanh lẹ, không có lẹ, mà nó như là nó rì rì á, gà mà khi mà gặp lửa mà nó hơi quéo lại á, nó kiểu vậy đó. Cái đó như thế nào thì ở đây tâm cái trạng thái của hôn trầm thì miên này nó cũng y chang y như thế đó. Chứ còn cái lúc mà mình hành thiền á, mình ngồi mà mình riêu riêu á, mới bị á, thì cái trường hợp đó là nó quá, nó giống như nó muốn nó quá nghiêm trọng. Cái trường hợp đầu tiên mà lúc mà trước khi nó đi vô cái tình trạng này á, thì những cái dấu hiệu là ta mới có cái trạng thái giống như là nó hết sung rồi, trạng thái niệm niệm và tỉnh giác của mình nó hơi giống hơi nó có cái gì đó nó hơi yếu pin, thì cái gì nó làm cho pin thôi, đó là những cái hiện tượng của hôn trầm thì miên nó đang bắt đầu nó ập đến, nó bắt đầu nó có những cái hiện tượng đó xảy ra. Thì lúc bây giờ niệm của mình nó bắt đầu nó working, nó có vấn đề trong, nó sẽ có vấn đề trong. Ngược lại cũng vậy nữa, khi mà mình đang tâm của mình nó hơi hơi muội lượt, nó hơi yếu, mà lúc bây giờ mình nhận thức ra được, mình nhận thức ra được điều đó, mình nhận thức ra được, mình nhận diện được nó, lúc bây giờ cái niệm của mình nó bắt đầu nó quất hiện lại, nó quất hiện trở lại, thì khi mà nó bắt đầu nó làm việc trở lại thì nó đẩy lùi cái trạng thái coi như là muội lượt giả dượi hôn trầm thủy miên, nó đẩy lùi. Cho nên chính thế mà ngay từng giây từng phút trong từng khoảng cái đời sống của mình chẳng qua nó chỉ là một cái sự đấu đá, một cái sự giằng co
giữa hai cái pháp gọi là thiện hoặc là bất thiện, chúng ta giằng co đó, nó đẩy qua đẩy lại, đẩy tới đẩy lui như lo ấy, quý vị hiểu không? Nhưng mà nó đi về mặt này thì cái kia nó về cái mặt kia, thì cái này nó yếu, nó cứ qua lại qua lại. Và nếu như mà ở bên này mà nó quá thất thế rồi, nó quá mù lượt rồi, thì lúc bây giờ cái pháp kia nó chiếm toàn. Cho nên chính vậy mà người mà khi mà mình bị cảm nhiễm á, mà mình không có biết lại được á, thưa quý vị, mình cứ có mình không thu thúc được á, mình để cho nó buông lỏng nó quá, thì lúc bây giờ tham tham ái nó sẽ chiếm ưu thế, nó sẽ chiếm ưu thế. Ở đây cũng không trầm trị biên, đó là khi mà nó đã chiếm ưu thế thì lúc bây giờ tâm của mình nó muộn được lắm, và nó đi vào cái trạng thái gọi là làm cho muốn làm gì, nó rất là vẻ ngoài đối với thiện pháp, lười, rất là lười đối với thiện pháp, lười đối với thiện pháp đó. À, nói đến đây thì nhớ đến lúc mà ở trường Thiện Ba Âu đó, quý vị khi mà tu tập tinh tấn buổi trưa, các vị ngủ trưa ăn cơm xong, ngày đi kinh hành xong rồi các ngày vô hành lúc các ngày hạn chế cũng là rất là vui. Trên thiền đường đó thưa quý vị, trời ơi, thấy chư tăng tu tập đó, thấy rất là hoan hỷ, rất là thương. Buổi trưa thứ mà mình cũng muốn là lúc bỏ cái thói quen đó, quý vị biết không, để mình bỏ một cái thói quen mình nghĩ một thời gian dài rất là khó khăn. Trời ơi, đi thưa quý vị đừng có tưởng nha, mình đi kinh hành á, nhưng mà thấy những vị á đi kinh hành á mà buồn ngủ quá, thưa quý vị, đi á nó xỉn nỉn, nó đủ trong đến mức độ vậy, để mà đang đấu tranh đối với hôn trầm biến luôn vì các ngày mà hạn chế ngồi ở đâu ngủ liền, ngồi xuống là ngủ. Cho nên đi, nhưng mà đi mà cũng không yên thân với nó, đi mà nó coi như là hành hạ, làm cho đi xuyên vẹo vẹo đi, cái oai nghi nó không có thẳng, tâm giống như tâm nó yếu mà nó muội lượt quá mà. Thì lúc bây giờ nhìn thấy nó mình thấy rất là hoan hỷ, thấy cái sự tinh tấn mà cũng rất là buồn cười thưa quý vị. Rất là buồn cười. Lúc đó sư phụ sư mới có lần sư phụ sư mới nhìn thấy con vị kia đi lũi gần lũi trời, nhưng mà chưa có ý thức được nữa. Mình vô tới tường rồi mới bắt đầu nhận thức, rồi mới lạng ra bên ngoài, giống như là lái xe mà gần bị vô tới lề đường rồi lúc giờ mới tỉnh ra, mới quay qua lăn ra chỗ khác. Thì sư phụ sư mới đang đi gần, hai trò đi gần nhau thì mới kheo kheo sư mới chỉ sư kia kìa, nhìn kìa Phương đang chuẩn bị lũi được. Lúc đó sự buồn cười gần chết mà đâu biết được, ở trên chánh điện đang tu hành rất là yên tĩnh. Ở đây cái mà không gặp thì miên đó, chúng ta nên thật ra nó rất là rất là vi tế. Trước khi mà mình đã ngủ đi vô ngủ là lúc đó nó quá nghi động rồi, quá quá trời quá đất rồi, mới đầu là những cái dấu nó báo lui có dấu hiệu của hôn trầm triền miên, là chưa nhất thiết là phải nằm ngủ đâu, đó là như vậy thôi. Sau giờ cũng vừa phải lẽ thì gửi mít lại cho nằm ngủ thầy. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, là con xin thay mặt đạo tràng kính đơn sư định đã giảng giải chúng con những câu hỏi và câu trả lời rất là hay của ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính sư Nguyên Thông và bạch sư có thể thay mặt chưa chúc phúc cho tràng của sư. Như xin dạy cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ, một Phật kính chào. Dạ, thay mặt chư Tôn Đức Tăng thành kính cảm ơn sư Huy Niệm rất nhiều. Dạ, hôm nay nghe nói của sư khỏe an vui, vậy thì thấy sư bớt nhiều. Dạ, vậy thì rất là mừng. Dạ, rất là mừng được tin sư khỏe mạnh. Dạ, thưa quý vị, bây giờ sư nghĩ mình nên hành thiện 5 phút đi nha. Thành thiện 5 phút. Thiệt ra cái cơn
bệnh dịch corona đó nó làm cho nhiều người lo lắng rồi bàn tán. Hình như là mỗi ngày đó ta gặp nhau là người ta nói chủ đề corona này rất là nhiều, nói trong cái sự lo sợ. Nhưng mà mình thì tập quán quán sự bệnh, quán về sự chết. Khi mà quý vị tâm nhìn vào tâm chánh đó thì chấp nhận được sự thật thì cái sự lãi nếu mình có bệnh đi nữa thì tâm mình nó cũng chấp nhận được, mình được bình an. Rồi mời quý vị tĩnh tâm 5 phút nha. Nhớ thở hơi thở và biết biết thấy thấy biết cái tâm mình, ý nghĩ nó sanh nó diệt vô ngã. Ví dụ như sợ sợ ý nghĩ nó là vô thường khổ vô ngã, quay trở về cái sự của thân.
Dạ, mô Phật. Thưa Như Thủ Tăng, chào đạo tràng. 5 phút tịnh tâm đã trôi qua. Dạ. Thưa quý vị, Đức Phật dạy đó là khổ phải nhận thức. Khổ tâm mình phải nhận thức. Thứ hai là biết rõ mình có những cái nỗi khổ, rõ từng nỗi khổ. Rồi cái thứ ba là phải biết thật rõ, biết thật rõ về cái khổ của mình. Thì cái thứ hai là từ đó mình mới thấy được nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ đó là tham ái, vô minh, chấp thủ đó. Rồi cái thứ ba là hết khổ. Rồi, chỉ chánh niệm, tập chánh niệm, niệm tâm mỗi ngày, ngủ. Thì sau đây xin đọc bài kinh 5 điều quá tưởng để chấm dứt buổi học hôm nay. Thế Tôn là dạy tỏ tường, và ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh lành. Ta đây bệnh mặt phải mang thoát thẳng an mạnh lành, ta đây tự chết sẵn dành, thế nào đánh thoát tử sanh đến kỳ. Ta phong ly nhân vật quý mến, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra mình theo ta như bóng thế hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Để cho tất cả chúng đừng có oan trái lẫn nhau, hãy thực sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng nghiệp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự... Dạ, Phật mời anh Như hồi hướng phước báo đến cho chư thiên và thân bằng của cả bác bản ạ. Để kính chào chư Đức Tăng và tất cả quý vị. Mô Bức Thà Giá, Đắc Mô Thầm Á, Đắc Mô Sàng Khà Giá. Và bây giờ thời gian của tôi phải lẽ như xin mặt. Dạ đề hoa ta sanh thi vi hà ra hoa si ni thu bê khà rê bô thi khà rê ta hình ta hình ta thầm mà đà nê nắp phát tu chi ta giọt thần ca loan tê thai vi hà ra măng đà lê đi ra dạ mặt. Cha cha tình ta vô sa cha mi ca da na pa ti u ba sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ga sam ba na pu ta su khi ta pha quan tu te cha la bu che di che an dam pha wa san se da cha ta vô pa pa ti ca ni ya tham ma ba rang pa te sam be bi dung sa ga ron tu san kha yang a tu chi yang sa tang tham mo tham man tha ra cha ba tang go sang go wa an tha ya cha ta ya cha he dang ka tu san tham mo sam be bi tham ya ri no gu tin sam ba u ni ya ma tham ma yam ba we di te di dang no nya yang hô tu khi ta hoàn tu nhà ta vô yàng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nhà ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nhà ta vô y đằng quá tám mê buồn nằng à sa quá khá già quá hằng hồ tu a ra tề cà lề sự phước báo mà chúng con đã trong sạch tội hướng đến thân bằng khuyến thuộc đã quá bản, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món lành để dứt khỏi những điều nằm nơi tâm trong ngày bị lai. Nguyên Như xin trân trọng kính mời chư vị Phật tử trở lại room Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai là thứ sáu, cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam. Chúng ta được học một lần nữa về diệu pháp với thầy Tinh Đa. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Thích Ca Mâu Ni Phật.